Thì nói tiếp theo là của sư huynh Cát Tường, thì chắc lẽ là sư huynh chưa từng đi đến cái nơi của bà ở hang. Thì quý vị chạy thẳng vô cái cổng nước cấm á, quý vị chạy đến đó chút xíu, quý vị gặp cái sọt cát màu xanh, là nó quẹo tay phải qua là có đường hẻm mà vô nhà của ba. Thì nhà của ba tương đương nó rộng lắm quý vị, chắc cũng bề ngang cũng mười mấy thước, bề dài cũng mấy chục thước quý vị. Thì Dẫn Hiếu ấn tượng nhất với cô ba là cái lối thờ của cô ba nó khác. Nếu như mà tín đồ giáo hảo thì không phải, Tứ Ăn Hiếu Nghĩa cũng không phải, mà Đức Bổn Sư cũng không phải luôn. Này không biết cái thuộc về cái gọi là cái tôn giáo nào. Thì phía trước mặt á, ở trong cái ngôi nhà lớn ở chỗ mà ưa mà khai điển khai căn này kia đó, phía trước mặt mình đó huynh là thờ năm vị chư vị gì đó, là năm năm người, cái hình là giống như người nữ gì đó, bà chủ sứ á, là À, thờ cái năm đó vị, là thuộc về bên ngũ hành đó đây. là năm vị bự gì nè. Là Cái đầu bên bên tay phải mình bên đây á là cái chiên cái bàn thờ nhỏ vậy nè. Thì đây là cái điều đáng lên án nè, thờ Đức Thầy nè, thờ cậu Hai nè, thờ cụ Nguyễn nè, thờ chung với cái người mất luôn, cái người mất nào không biết, không cái người chồng con hay là cái gì đó không biết, bên đây nè, dắt bên đây là thờ năm vị chung với nhau luôn. Rồi thêm mấy cái hình tượng này kia rối rối ghen lắm, là nhìn vô là nhức đầu đó. Dân Hiếu nhớ không lầm ơi là Dân Hiếu vô đó quay được 3 lần, từ cái năm trước bắt đầu làm YouTube là quay, rồi quay được lần hai lần gì đó là ngưng thời gian. Rồi cái lần mà bị sai lầm là đi chung với van đó, là vô trong đó là quay cái lần cuối cùng, nó là tới giờ đó. Thì quý vị thấy đó, thầy nói là gán tu dẹp phá đạo lu bù, thấy chúng đời này lạc chữ tu. Thì cái đạo lu bù thì thành ra là những cái ngôi thờ nó lu bù luôn quý vị, nó gối gan mà vô đó quý vị đó, cái người yếu yếu mà cái tâm đạo này kia đó nó nhức đầu lắm, vô đó muốn muốn ngói quý vị, nhức đầu lắm, chịu không nổi đâu. Cái điều thứ hai của cô quản lý này đó thì xưng bằng bà đi ha, mình kêu cô cũng được bà cũng được. Thì cô thường hay có những cái phát ngôn nó không có đúng vô cái chân truyền chánh pháp của thầy. Thứ nhất, nó không có đúng vô hệ thông phái Vũ Sơn Kỳ Hương mình. Thứ hai, nó cũng không phải là những lời giảng kinh của cậu Hai luôn nữa, dường như là tự cổ nói, tự cổ viết thơ viết văn này kia không à. Đây là điều rất là nguy hiểm, bởi vì cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, nếu như mà cái người nào biết cái gì biết đó là chánh hay tà đó, là bắt buộc điều cần yếu nhất là phải tuyên truyền tôn vương giáo lý của Đức Thầy, hoặc giả là giáo lý sự chia sẻ nói tiếp theo của cậu Hai, hoặc giả là trong Bửu Sơn Kỳ Hương mình, chứ không thể nào mà tự mình viết ra thơ pháp và đọc những cái thơ pháp đó lên, nó rất là nguy hiểm. Nó không có là gọi là cái mình không phải là Phật, thứ nhất mình không phải là Phật, thứ hai nữa là mình chưa có đắc đạo, chưa có đắc pháp, mình không thể nào viết ra thơ pháp vậy thì nó dễ bị lầm lạc. Thứ nhất nó dẫn bà con theo, thứ hai thứ ba nữa là dễ bị cái ngũ hành và ơn trên hành phạt cái sát thân của mình. Thì quý vị thấy đó, có một cái vị này điện lại cho Dân Hiếu, cổ ngoài Tây Ninh, cổ cũng là cái người Phật giáo Phật tử gì đó, cổ nghe mấy huynh đệ đưa lên gì đó, cổ nói là mong Dân Hiếu đánh chính lại, có phải là cô quản lý đi thiếp 3 ngày không, tại sao mà đi thiếp chưa gì hết có ngày mấy là liệm mà cho ông rồi. Thì đệ mới trả lời nó là kính thưa cô, cái câu chuyện này thì đệ không có biết, tại vì cô quản lý không có nói với đệ, cô không nói với cô nữa, cô không biết cái câu này nói với ai. Phải nhưng mà biết nói với đệ ở cổ đi thiếp 3 ngày thì đệ xác nhận là có, nhưng mà cái này cổ không nói với đệ, cổ không nói với ai hết trơn. Trước khi đi mà dặn dò trong 3 ngày đó, trên thực tế thì các thường không có hiểu được cái phần đó, nhưng mà đối với sự ra đi đột ngột của cô ba này, nó có rất nhiều lý do để cho chúng ta để chiêm nghiệm lại qua những cái lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư, tức là Đức Thầy của chúng ta. Thì trong quá trình tu học á, thì Đức Thầy có dạy rất rõ cho nhân loại cũng như tín đồ, thì con người ta có qua ba cách chết, kính thưa quý vị. Thì bây giờ các tường xin chia sẻ qua ba cái cách chết đây, mong rằng quý vị luận theo coi cô ba quản lý này chết về cái phần nào ha. Thì Đức Thầy có dạy là trốn âm ti ngu đầu má diện, đang trông chờ tới số bắt hồn.
Thì thật sự ra cái tuổi đời của cô ba quản lý này cũng chưa gọi là quá già à. Thì cái chỗ tới số hay không á, thì mong rằng quý vị cũng luận nha. Chứ cái chỗ này thầy có dạy rất rõ ràng là một cái cách chết thứ nhất, rồi cái cách chết thứ hai. Nên là thầy nói dạy tiếp đó à, cõi âm thần bệnh xá về trôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Đó là cái chết thứ hai. Thì cái chỗ này thì mong quý vị mình cũng luận bàn ha. Chứ cái chỗ này các thường cũng không dám nói rằng cái cách chết của cô ba như thế nào. Nhưng mà cuối cùng cái chết mà thật sự có bậc chân tu á, của những các tín đồ mà tu hành chân chánh á, thì Đức Thầy dạy với chúng ta như thế này: ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Thì qua ba cái chết mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta thấy rõ ràng cái cách chết của cô ba quản lý là như thế nào. Gọi là cái chết đột ngột. Mà nhân á, xét ra thì cái chỗ phân biệt để tránh tà thì Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ ràng, kính thưa quý vị. Đức Thầy mới dạy như thế này: bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Thì qua cái sự tìm hiểu trên mạng cũng như qua cái thời gian vừa qua thì thấy rõ ràng cái cách tu hành của những cái bậc tu, gọi là những cái nhà gọi là tiên tri như bà quản lý ở đây, thì trải qua mấy sự việc chúng ta thấy rõ ràng. Ví như cái vụ việc mà cô Võ Đại mà mang bầu mấy năm á, thì qua những cái lời tuyên truyền của cô bà quản lý cũng nhận đó là thánh thai, nhưng cuối cùng thì sự trả lời cho tất cả cộng đồng của chúng ta biết rồi. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất gần đây. Kế tiếp là nói về vấn đề mà cái cô gái mà hành căn là tức là cô Ven đó quý vị. Thì ở đây không biết cái cách tu của bà quản lý như thế nào, nhưng bà cũng khẳng định đó là một cái bậc ở trên mà đi xuống giáo đồ gì đó. Thưa quý vị, đó cũng là một cái sự trả lời cho quý vị biết tà hay chánh. Mà tà hay chánh ở đây thì cái chỗ mà Đức Tôn Sư chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng là: một là không có dùng của thế nè, thứ hai á không có xả tóc để đầu ranh nè, thứ ba không xưng là ông này bà kia hả, xưng là sạc. Mà ở đây theo các thường biết là cô quản lý này hay tự xưng cho mình là bà chú xứ về mượn xác hay là mẫu Phật diêu trì kia mẫu vậy đó, tá dựa ô đủ thứ hết trơn. Nào là bà xưng là khi bà gặp được Đức Thầy đặt cho bà tên là cô ba núi cấm gì đó, thì những cái lời ca tụng xưng hô á của tự mãn của bà cô quản lý này. Thì qua cái sự việc mà cô quản lý này ra đi, thì thật sự mà nói cái chỗ này á thì cũng có những cái sự buồn và những cái sự mừng vui cho nhân loại của chúng ta. Buồn là gì? Buồn là đối với một cái tình nhân loại, cái tình người thôi, khi một người ra đi thì cũng có đem lại cái sự nối tiếc cho tất cả, là dẫn đi một người mà nhất là một người cũng có tiếng tăm ở trên mạng internet. Và riêng về cái mừng vui thì chúng ta thấy rằng thì nói chung là cái dân tộc Việt Nam chúng ta, cái đất nước Việt Nam chúng ta, là nói chung là còn nói về tất cả thế giới sau này không được nghe những cái lời truyền bá mê tín dị đoan, những cái sự truyền bá sai sự thật, những cái chỗ tà mị sẽ vắng bóng thêm một người nữa. Thành thử những cái clip trước kia thì các thường có nói rằng, thật sự mà nói qua cái sự việc cô Ven này đó, thì chính là một vị Bồ Tát tái thế. Nghĩa là sao? Thì qua sự việc của cô Ven này hay là cái cô Võ Đại đó cũng nói lên cái sự thật để chứng minh được những cái vị nào tự xưng cho mình là nhà tiên tri, là những cái vị mà thần thánh mượn điển mượn gì đó, là do bà quản lý bà hay nói câu đó thôi vậy. Thì để phân minh được cái sự tà chánh này, thì nói thật chứ chưa quý vị, với cái lòng từ bi bác ái mà Đức Phật cũng như Đức Thầy chỉ dạy cho tất cả nhân loại, tất cả tín đồ, nếu mà thật sự ra một bậc chân tu thì không bao giờ giàu sang nghe quý vị. Tại vì họ đem cái tình thương ban rải khắp cái nhân loại rồi. Cái người chân tu của người ta thấy cái người khổ giống như mình khổ vậy, không bao giờ ta tích trữ, tới người ta chia sẻ tình thương hết tất cả nhân loại để đền đáp trong cái tứ đại trọng ân này.
một là ăn tổ tiên cha mẹ, hai ăn đất nước, ba ăn tam bảo, bốn là ăn đồng bào và nhân loại. Thì cái tình thương này người ta san sẻ hết, không có sự tích lũy mà giàu sang. Thì qua cái sự việc này, đối với cô Hoa Lý thì thường á thì ca tụng cho mình, xưng tụng cho mình là một vị trên trước, vị thiên gì đó để xuống thế cứu dân độ thế gì đó, mà thật sự đó là những cái lời huyễn hoặc cái gì ơi. Tài sản của bà Hoa Lý ra đi á thì không biết để lại cho con cháu á, Đào Dương thì rất nghe. Nhiều về tài sản như đất vườn ruộng rồi thôi thì cái chuyện đó là cái chuyện của cô Bà Hoa Lý. Mà để nhắc lại thì cái sự ra đi đột ngột này thì chiếu theo cái chân truyền, cái lời thánh ngôn mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta rõ ràng là qua ba cách chết, thì quý vị cũng từng hiểu qua giáo lý của Thầy thì quý vị chiêm nghiệm đang suy gẫm coi. Một là cái cách chết thứ nhất là trốn âm ti gu đầu mã diện, đang trông chờ tới số bắc hồn thì là một cái chết thứ nhất. Rồi cõi âm thần bệnh xá gì đâu, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng, đó là cái chết thứ hai. Còn cái chết thứ ba là đối với cái bậc chân tu, cái người học đạo thì ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để đến chết mà chẳng có tu. Thì cái người tu mà học đạo nơi Đức Phật cũng như Đức Thầy đó, khi mà người ta là cái bậc chân tu, khi mà mãn cái kiếp hồng trần này, có nhiều vị đã ta hiểu được ngày năm tháng ngày giờ ra đi luôn, ta để lại hậu thế những tiếng thơm. Chứ thật sự cái sự ra đi đột ngột của cô ba này tất nhiên là không phải cái chết thứ ba nghe thưa quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi qua cái phần này thì các thường xin chia sẻ với quý cô bác bình an, nói về cái sắc thải của người khi mà tứ đại này không còn duyên hợp á, đối với những bậc chân tu á thì họ có một cái sắc thể rất là dễ nhìn, tại vì lúc sinh tiền họ đi vào cái sự an lạc đó thưa quý vị, thì khi mà dứt hơi thở cuối cùng này thì cái sắc thể người ta hiện lên nó rất là an lạc trên gương mặt. Còn cái chỗ này thì cái bà Hoa Lý này đó thì trước khi bà chết á thì nó trải qua những cái biến đổi của sắc thái, mặt mày đen thui đen thủi, thì có những cái hiện tượng lạ đó. Đối với cái người mà bình thường thôi quý vị, họ chỉ tu tại gia thôi, họ hằng ngày cúng lại hai thời ăn chay 4 ngày thôi, mà cái cách chết của họ, cái sắc thái họ cũng quất được tự nhiên. Mà đặc biệt cái chỗ này là cô Hoa Lý, là cái sắc thái của cô rất là ghê gớm, nó khác thường với những người bình dân của chúng ta luôn. Thử ra qua cái chuyện này thì các thường xin nhắc lại cái lời của Đức Thầy ha. Thì Đức Thầy khi mà vắng mặt thì Đức Thầy cũng dạy cho đồng đạo tất cả tín đồ của chúng ta rồi, nói ra đi dặn lại ít lời phiên trong bổn đạo dạy thời đáng nghe, dầu ai cái tài phép bài phe ham linh ham nghiệm sợ em ăn nghèo, lựa cho phải cột phải kèo phải dai phải dế kẻo theo mà lầm, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi trơn tránh mà khỏi lầm khu hình. Thì lúc bây giờ tại cái đất nước Ấn Độ cải lại cái lịch sử của vị giáo chủ của cõi Tam Bà là Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì lúc bây giờ tại Ấn Độ quý vị biết là lúc đó thì cái đạo Bà La Môn đã có trước cái đạo Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng luôn. Nhưng mà lúc bây giờ có 96 là môn tà đạo rồi quý vị, là 96 à. Mà trong cái thời kỳ Hạ Quân Hòa Pháp này tại đất nước Việt Nam của chúng ta, Đức Thầy chỉ rất rõ luôn, dạy rất rành mạch. Thì quý vị nên lắng nghe vào cái chỗ mà lời thánh ngôn của Đức Thầy. Thầy nói đến nay là buổi tai nạn mà tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Thì tam thiên lục bá tức là 3600 mối tà đạo ra đời, kính thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta muốn đi vào cái chánh pháp thì như thế nào, mình phải căn cứ theo những cái tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy à, mình căn cứ vào đó làm cái kim chỉ nam cho chúng ta bước trên cái đường đạo cho nó vững chắc, để chúng ta khỏi phải lạc lầm à. Thì cái chỗ này thì cái chỗ mà chánh hay tà là Đức Thầy đã dạy cho chúng ta một cách rành mạch rồi. Thì bây giờ nè, đối với tất cả tín đồ Phật giáo hảo là nói chung, đối với tất cả nhân loại ở thế giới của ta là nói chung luôn, riêng về tín đồ Phật giáo hảo là phải lấy cái căn bản làm gì,
cần giữ giới luật hàng ngày. Đó là cái căn bản của Phật giáo Hảo. Và trong tôn chí hành đạo giới luật của Phật giáo Hảo thì mong rằng quý vị phải nhớ rõ ràng trong này có 8 điều răn cấm. Song song với 8 điều răn cấm đó là gì? Cái tựa đề là lời tâm quyết. Thì trong cái lời tâm quyết này nó cũng có 8 điều đi đúng với chân truyền của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Đức Thầy truyền dạy cho chúng ta. Nhất là cái điều thứ hai, không là ghi chép bài vở nào không rõ căn tích, nghĩa là không phải là giáo lý của Phật giáo Hảo. Mà quý vị thấy rồi đó, bây giờ trên mạng YouTube, bây giờ nói cái chỗ này đây là nó thực tế hơn, là tất nhiên là cô Ba Qua Lý, cổ hay xưng tụng, cổ là bên cái hệ phái Bủ Sơn Kỳ Hương. Là Bủ Sơn Kỳ Hương là gì? Là tiền thân của Phật giáo Hảo hôm nay. Thì hiện tại cô hay mượn cái danh từ của Phật giáo Hảo mà làm xái nát với cái chân truyền của Đức Thầy. Đó. Thì cô truyền bá mê tín dị đoan mà trong cái 8 điều răn cấm, nghĩa là trong cái lời tâm quyết có 8 điều. Thì cô truyền bá không sai với cái chánh pháp thì quý vị biết rồi. Đối với một người học đạo thì bây giờ cho cái chỗ hồi nãy thì dạy Hiếu nói là cô tu theo bên nào có đạo lưu bù gì kệ cô, mà mong rằng á quý đồng đạo bây giờ cô Ba đã ra đi rồi thì chúng ta không cần phải nói nhiều, mà từ cái chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng nếu mà thật sự quý vị rồi tự do tín ngưỡng, quý vị tu đạo nào cũng được, mà nói về riêng tín đồ Phật giáo Hảo thì quý vị phải căn cứ theo cái tông chỉ hành đạo, đừng có mượn cái danh từ của Phật giáo Hảo mà bôi nhọ tất cả tín đồ, thì một cái điều này đáng lên án. Thì bây giờ cái thời kỳ này gọi là tà chánh phân minh rồi đó quý vị, diệt tà lập chánh nên rành, ba màu nắm chặt nam thành sử phân, bây giờ tới thời kỳ phân xử nghe quý vị. Mong rằng qua cái clip này, qua cái lời chia sẻ này thì mong rằng tất cả tín đồ Phật giáo Hảo cũng như tất cả cái tình đồng đạo của chúng ta gắng cố gắng là cần phải giữ giới luật hàng ngày. Nên chi Đức Thầy có dạy là lúc rảnh về thường hay coi kệ giảng để giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín mà làm cho đạo đức suy đồi. Người đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người người thứ ta. Thì cái tà chánh này mình phải lấy cái trí xét soi mình thấy nhận rõ trên, kính thưa quý vị, để quý vị lầm lạc. Tại vì cái thời kỳ này quý vị biết rồi, cái thời kỳ gọi là công nghệ nó đi đến cái tột đỉnh của nó rồi, cái màn internet nó mở rộng cả thế giới chúng ta rồi. Thì trong cái thời kỳ này gọi là cái thời kỳ mua kinh bán Phật, mua thánh bán thần, công nghệ cao, thì quý vị biết rồi đó. Thì mai mốt đây qua cái sự việc này chúng ta phải rút kinh nghiệm lại và nhìn thấy thấu đáo rằng mở cái trí sáng suốt cho chúng ta, người có tâm cần phải mở trí cho nó phát triển đi thôi, chứ chúng ta có tâm mà thiếu trí á dễ bị người ta đùa gạt, mà người có trí mà vô tâm á thì trở nên thành người xáo trá để gạt người, để làm gì? Để trục lợi cho bản thân. Chứ đối với một bậc chân tu thì kính thưa quý vị, những người bậc chân tu người ta tu hành chân chánh không bao giờ để có một cái tư lợi gì hết á. Người ta vì tình thương, vì đại đồng, vì tất cả nhân loại, vì tất cả chúng sanh nhân loại, chứ không riêng để trục lợi cho mình, không có một cái tài sản nào riêng hết trơn. Đó, chúng ta thấy được những cái hành vi, những cái cử chỉ, những cái tánh hạnh đó chúng ta thấy được rõ ràng là cái người nào tà, người nào chánh. Thôi thì qua cái buổi hiệp mặt hôm nay cùng chia sẻ với quý vị, chúng ta sẽ thông qua cái vấn đề về sự việc của cô Ba Qua Lý Điệu. Yeah. Chúng ta mới tiếp tục qua cái về luận về cái đạo pháp mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì kính thưa quý vị, thì hiện tại thì cái cuộc diễn tiến hiện nó thì như là càng ngày càng gắt quý vị. Thầy nói là cuộc đời càng gắt lại càng gay, ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài, gắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, đông tây trộn gộn chờ che sát, nam bắc ê hề đất trở thay, nhân vật mười phần hao bảy tám, thằng tiên thấy vậy cũng cho mày. Thì hiện tại đó thì những cái thông tin gần đây nó là chấn động, dầu cho thì nó ở bên cái nước gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đi, nó cũng xa đất nước Việt Nam mình, nhưng mà đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh. Thầy nói là mắt nhìn ngoại quốc thẩm thê,
Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Thì hai đất nước này nó thường xảy ra những cuộc chiến tranh giặc giã rồi động đất sóng thần kia rất là nhiều. Thì quý vị thấy đó, thì thường thường hay ta nói là ô nó động đất ngoài đó thì kệ bà ở đi, mình ở Việt Nam không có sao đâu, không có bị gì chân, cứ việc yên tâm. Như đó thì quý vị thường thường hay vậy. Thì Văn Hiếu thông báo quý vị, thầy nói là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam Bang cảnh khổ cũng kề một bên. Nó như vậy đó quý vị, thầy nói, thầy là tiên tri, thầy là Phật lâm phàm trở lại đây, thầy nói những điều là nó đang dần ứng hiện hết, nhất là trong cái năm Quý Mão. Quý Mão tới đây thì quý vị thấy đó, thì hiện tại thì cái con số mà điểm tính trên dưới là động đất một ngày tại đó đó Quỳnh, là động đất có khoảng 20 lần, mà mỗi lần là trên mấy hecta gì đó, thì gọi là cái tiếng mà động đất nó cái từ mà động đất á, gọi là mấy mấy trăm hecta, mấy cường độ động đất á. Thì hiện tại là ước tính là trên dưới là chết khoảng là 50.000 người. 50.000 người mà chưa là chưa tìm, chưa có số kết thúc ăn. Chưa có số kết thúc, là chỉ tìm thấy những cái xác thôi đó. Còn những người mà bị chôn vùi lấp này kia xuống dưới đó thì chưa biết khi nào nữa. Thì quý thấy đó, cái cuộc diễn tiến hiện tại đó thì nước Nga, nước Ukraine đang chiến tranh, rồi thêm là các nước đồng minh bắt buộc là phải giúp cho những cái người mà tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ này nữa, thì nó tiêu hao nguyên liệu nữa, mà thế giới hiện giờ cái nguồn cung cấp thì nó không có nhiều. Vậy thì theo huynh nghĩ đó, cái cuộc diễn biến này nó càng ngày nó càng siết chặt không, như con mù lon siết siết chặt không, nó có chấm dứt không, bà dạ, con có thể yên ổn tu không? Dạ đúng vậy đó, kính thưa sư quý vị kính mến. Thì qua những cái lời mà tiên tri của Đức Thầy, thì chúng ta hiện tại thì đi vào cái khoảng thời gian của cuối của Hạ Quân Hạ. Thì Đức Thầy cũng tiên tri cho chúng ta biết rằng hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, mà bây giờ đạo đức chẳng màng ngày sao, dẫu có tiền ngàn cũng khó mua. Đây là cái lời thánh ngôn, là cái lời tiên tri cách nay hơn 80 năm rồi. Thì Đức Thầy đã chỉ hết. Vì sao? Vì lòng từ ái chưa chan, thương bách tính tới hầu tai họa. Phật Dương đã chỉ rõ mái cơ quyền chuyển lập hội Long Hoa để chọn đấng những tu hành ca công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho dân quốc châu quan. Thì qua cái quá trình về cái lý thiên cơ là một, là về cái lý tam ơn là thứ hai, và cái lý trận diệt của thế gian thì Đức Thầy đã trình bày rất rõ ràng rồi. Thì hoàn cầu trái đất chuyển xây rồi thì quý vị biết rồi, hay là những qua những cái lời thánh ngôn của Đức Thầy là khắp thế giới của nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời đổi lại. Thì chú quý vị thấy rồi, không phải là riêng các thường nói mà tất cả mình nhìn thấy. Tại vì á, ngày xưa đó thì cái phào chưa có tiến bộ văn minh thì chúng ta không có thấy đâu, mà Đức Thầy nói rồi, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Thì đối với trước năm 1939 là chúng ta làm sao thấy con mắt này mà nhìn được ngoại quốc quý vị. Mà hiện tại chúng ta nè, từng những cái vụ việc như chiến tranh chúng ta cũng thấy được trên màn ảnh đó, và những cái thiên tai địa ách, những sự chết chóc, những sự hiện tượng lạ chúng ta đều thấy được trên cái mắt của chúng ta qua màn hình hết. Thì chứng tỏ cái những lời tiên tri của Đức Thầy á, nói là có xảy ra đúng 100% như quý vị. Rồi qua cái câu cũng như Đức Thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc ha, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Thì đến chừng đó là đến chừng nào quý vị? Thì qua cái từ mà đến chừng đó thì một cái thời gian không nhất định được, chúng ta không thể luận bàn theo năm tháng ngày giờ. Tại vì cái lời Phật Thánh mà, cái lời thánh ngôn của Đức Thầy đã nói đến chừng đó, thì đến chừng nào thì chúng ta không có một cái thời gian nhất định cho chúng ta hiểu được. Nhưng mà phải đến đó quý vị, phải đến. Đến chừng đó bốn phương có giặc ha. Thì bốn phương là chỉ cho Đông Tây Nam Bắc thôi nha quý vị. Thì lúc bấy giờ có giặc. Mà bây giờ trước hết để luận sâu vào cái câu này, đến chừng đó bốn phương có giặc ha. Thì chúng ta thấy rõ ràng, bây giờ qua cái câu mà Đức Thầy dạy đó, bây giờ thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm.
cái thế giới đây gọi là cái thế giới này đây quý vị, tại vì chúng ta nó đồng thể với là trời đất, ngoài kia là một cái đại thế giới, trong con người chúng ta cũng là một cái tiểu thế giới, ngoài kia là một cái đại hành tinh, một cái đại vũ trụ, thì trong thân con chúng ta cũng là một cái tiểu hành tinh, một cái tiểu vũ trụ vậy. Thì nó có bi ai không quý vị? Thật là bi ai. Hiện tại thì chúng ta thấy rồi, trên những cái màn internet, trên những cái truyền thông thì thấy cho chúng ta nào là những cái khổ sắp tới đây, mà hiện tại cũng vậy nè. Chiến tranh là nó hơn một năm rồi, giữa cái đại chiến giữa Nga và Ukraine nó có đâu chấm dứt quý vị. Rồi những cái nước khác á, chiến tranh không bao giờ ngưng nghỉ. Rồi những cái thiên tai địa ích cũng như gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ quý vị đã đạt được cái thông tin đó, là cái số chết lên trên 50.000 người rồi kính thưa quý vị, mà chưa họ phải là con số cuối cùng, nó còn phải nữa quý vị. Thì hiện tại nè, cái bên phía Việt Nam của chúng ta cũng đưa một số quân và anh tiếp giúp để cứu cái trận động đất đó kính thưa quý vị. Hình như là tất cả thế giới này các nước đều đổ xô về Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ đồng bào ở bên nước đó, thì quý vị biết rồi. Rồi ngoài cái chỗ đó thì nói về cái chiến tranh của thằng Nga và Ukraine nó không chấm dứt à, thì nó xảy ra phải khắp thế giới, của nhà tan nát quý vị, rất là tan nát. Riêng về cái đất nước Việt Nam chúng ta hồi năm ngoái đó có những cái chỗ sụp lở đó quý vị, ở Vĩnh Long, An Giang mình cũng có vậy, mà cái đó là cái số nhỏ thôi quý vị. Mà cái chỗ cái đặc biệt nhất là cái chỗ Đức Thầy nói hoàn cầu trái đất chuyển xây, là chỉ cho tất cả hoàn cầu trong vũ trụ cho chúng ta luôn, là nó phải chuyển xây. Rồi Đức Thầy mới tiếp là gớm ghê cho chúng. Chúng là gì? Chúng là chỉ cho tất cả nhân loại, cho chúng sanh của chúng ta đó quý vị. Trong đó có mình luôn chứ không có nói riêng ai. Như vậy thì phơi thay muôn ngàn, là cái phơi thay muôn ngàn là không có số đông đếm được rồi quý vị ơi. Mà Đức Thầy cho mình biết trước để nhắc nhở cho chúng ta, bây giờ mà đạo đức chẳng màng, mà ngày sau dẫu có tiền ngàn cũng khó mua. Vậy thì chúng ta muốn vượt qua cái khổ đau, cái áp nước lửa trời này đó, chúng ta phải đi vào cái đạo quý vị ơi. Thì chỉ có cái đạo mà để giúp cho chúng ta để thoát qua cái khổ ách của cõi hồng trần này. Nam mô Đà Phật. Thì đến cái ý đề cuối cùng thì cũng gần đây thôi, trên dưới cũng nửa tháng thì có xuất hiện một cái chiếc thiền rồng ở dưới Kiên Giang. Thì trên chiếc thiền này nó làm bằng gỗ, nó mình không có gành, có phải bằng cây độc mộc hay không. Trên đó nó có những cái pho tượng này kia đó, giống như là người xưa trở lại đó. Thì sư huynh nhận thấy như thế nào? Dạ, nói về cái phần thiền rồng mà nó xuất phát ở tại tỉnh Kiên Giang của chúng ta, mà nơi đó chính thức là cái xã nào thì các thường không hiểu rõ. Nhưng mà đối với hàng năm, đây là một chiếc thiền, không phải chiếc thiền mới nha quý vị, mà hàng năm á, theo như cái người xưa chúng ta đó, thì nằm bên cái hệ gọi là dạng ban ngũ hành đó kính thưa quý vị. Thì bề tâm linh á, thì cái đời xưa ông bà chúng ta gì cũng lòng từ bi, muốn cứu nhân độ thế đó, thì ông bà chúng ta hay lên núi để tu luyện, luyện những cái thần thông, luyện cái phép màu để làm những cái gì mà gọi là thầy pháp quý vị. Thì thường nè, thì tới nhất là cái lối rằm tháng giêng vừa qua đó, hay là bước đầu của tháng giêng đi vào cái mùng 6, có gia đình thì đi tới 16, nói chung là trong cái tháng giêng đó là cái tháng gọi là người ta cúng ra binh đó quý vị. Thì bây giờ mình nói ở đâu xa, thì tại cái làng Thái Sơn của mình là cái đình Thái Sơn, thì hàng năm cũng xảy ra những cái chiếc tàu bè mà để tống đó quý vị. Thì tại đình Thái Sơn đó, thì ở tại Kiên Giang thì các thường cũng thấy rằng đây là một cái chuyện quá bình thường. Nhưng mà cái chiếc thuyền này nó đặc biệt, cái nó rất đẹp phải không Nhân Hiếu? Nó làm những cái gỗ, bây giờ nó đánh những cái mặt ni rồi đó, có bình tướng à, có bình tướng thì cái đó rất rõ ràng. Thì do một cái tổ chức, đây là một cái tổ chức, chứ nó thật sự là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện tâm linh khoa học hay quý vị. Cái này là thật sự là do con người làm ra. Chứ nhiều khi trên mạng internet vừa qua đó, những cái kênh YouTube tôi thấy quý bà lên nó nói là Phật trời định đoạt làm ra. Tôi hỏi với ông Phật nào mà làm ra, chính là con người. Mà trong cái con người nó một cái sổ tổ chức chặt chẽ theo cái lệ hàng năm của
cái những cái bên dạng ban ngũ hành người ta đặt ra cái thông lệ với quý vị chứ nó không có gì chân. Quý vị cứ yên tâm đi, nghĩa là cái chỗ mà Đức Thầy dạy cho chúng ta rất rõ ràng ấy, anh làm nhân toàn thiện thì quả theo đó mà toàn thiện vậy, chứ nó không đi vào cái chỗ mê tín gì đâu được. Dạ, thầy nói rõ ràng mà, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lòng một ai. Vậy cho nên là việc thẳng ngay cứ bình trí của ngài thông đã. Còn cái vấn đề về mặt vô hình tâm linh á, kính thưa quý vị, không phải riêng một cái tổ chức đấy đâu, mà hình như tất cả địa phương cũng như ở đây cũng vậy. Cái đình này cũng có rước tống cái ngày 16 á, thường cúng đình đó quý vị. Thì người ta ngoài trước ta dưng cái mâm gạo, muối, bánh trái rồi tao ngoài trước đó, thì có cái đoàn ở tổ chức đồng đình đó, ban quý tế người ta cũng đi rước tống vậy. Thì thay vì cái thiền này thì cái năm trước cũng có một cái thiền đó quý vị. Thì nó có chuyện đó bình thường, mà ở đây nó có một cái sự tổ chức chặt chẽ trong cái tổ chức cúng cái vụ tốc tống đó, cái chiếc tàu đó, chiếc thiền rồng đó, thì nó có một cái điểm đặc biệt là nó đẹp hơn, chứ nó không có gì hoàn toàn. Ở đây không có thánh, có thần gì đó, không có Phật, có trời gì đó, do con người tạo ra. Quý vị đừng có tin tưởng vào những cái kênh YouTube mà truyền bá mê tín gì đâu. Đây là cái lối hình thức, cái tập quán phong tục của người xưa để lại. Nghĩa là khi mà ra duyên thì những cái tổ chức, những cái bên cái tập họ hay là một cái địa phương đó luôn luôn lúc nào cũng có tài tống để ý nói làm gì, để rước tống những cái đau ốm bệnh tật cho dân làng đó, rước tống những cái bệnh tật đau ốm của cái tập họ đó, chứ ngoài ra không có gì. Kính thưa quý vị, rồi ở đây cứ đưa lên mạng, cứ đưa lên YouTube truyền bá mê tín gì đó, đi vào cái lối gọi là u mê. Cái đó là các thường theo sự hiểu biết các thường đó. Mà cái chiếc thuyền này không phải là cái chiếc thuyền lần đầu, mà một hai năm trước cũng có một cái thiền nữa, mà nhưng cái sự tiến bộ của con người đó thì nó có những cái hoa văn, những cái khéo tay hơn những cái năm trước thôi, chứ kính thưa quý vị không có cái chuyện gì. Dạ. Dạ, như vậy thì do cái sự tuyên truyền ấy thôi, chứ đó là người đời, người ta muốn làm người ta làm. Đúng rồi. Người ta muốn cúng kiến hay muốn tống binh gì đó, cái tin tưởng tâm linh của người ta mình không nói được. Dạ, cái đó mình không nói được. Cái đó là cái tự do tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước công nhận mà. Mà nhưng có cái mong rằng tất cả chư quý đồng đạo riêng về tín đồ Phật giáo hảo phải nghiêm túc chỗ này. Bởi chi Đức Thầy thường nhắc chúng ta như thế nào? Lúc rảnh việc thường hay coi kệ giảng quá vậy, rằng mình lấy cái căn bản giáo lý của Đức Thầy để đặt cái kim chỉ nam làm con đường hướng đạo của mình, đừng có đi đạt lạc vào cái mê tín dị đoan. Bây giờ quý vị biết rồi, thời kỳ gọi là cái thời kỳ tiến hóa của mạng internet rồi, gọi là cái thời kỳ mua thần bán thánh, mua kinh bán Phật trên công nghệ cao, thành thử ra nó tạo dựng những cái cảnh trường á, tạo dựng đủ thứ cho nó chia sẻ lên để đi vào cái lối mê tín mà không thoát ly ra được, có quý vị. Dạ. Dạ. Vậy thì cuối cái đoạn video này á, thì có những cái thông tin cho rằng Đức Thầy đã trở về bữa 26 Tết. Rồi, có nghe vô này nữa. Huynh đừng có nhắc tên ai chứ, mình có việc nói theo ý nghĩa của mình thôi. Huynh chia sẻ điều này nữa đi, mình nghĩ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng Đức Thầy mình là ai? Là vị một cổ Phật lâm phàm dưng năm sắc lệnh để giáo truyền đại đạo. Mà chiếu theo cái lời sứ mạng của Đức Thầy thì đến ngày lập hội Long Hoa trước, biết rõ lực trời thưởng phạt cùng ngũ duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Kiến là thấy, diện là mặt, chân sư là ông thầy thiệt. Còn tất cả, kính thưa quý vị, bây giờ đặt ví dụ bà nói ngoài trước cách 10 thước thôi mà nói Đức Thầy về, quý vị đừng có tin nha. Tại vì cái sứ mệnh của Đức Thầy đã nói rõ trong cái bài sứ mạng của Đức Thầy trong cái sấm giảng rồi. Thì đây là cái lời thánh ngôn, là một cái lời đã chỉ rõ ràng cho tín đồ. Tại vì sợ lầm lạc ha, Đức Thầy mới ra cái bài sứ mạng cho nó rõ, cho nhân loại, cho tín đồ hiểu được. Ví như khi mà Đức Thầy vắng mặt, quý vị biết rồi đó, từ khi mà năm 1947 đến nay, ngày 25 tháng 2 Đức Thầy vắng mặt cho đến nay, không biết xuất hiện qua bao nhiêu cái tin, bao nhiêu cái sự truyền bá là nói Đức Thầy về, mà cuối cùng có quý vị. Thì lúc mà Đức Thầy mà vắng mặt không khoảng bao lâu, thì ở tại An Giang của chúng ta xuất hiện ra cái mối đạo gọi là Nguyễn Long Châu quý vị. Đạo Long Châu á quý vị biết không, tức là ông Nguyễn Long Châu á, ông dám giả dạng ra
là Đức Thầy cởi cọp về đó quý vị. Thì lúc bấy giờ trải qua cái làng Hòa Hảo, lịch sử của làng Hòa Hảo chúng ta, trong cái làng Hòa Hảo của chúng ta có một vị tức là ông Cao Bố Hắn, là cái tín đồ kỳ cựu của Đức Thầy đó, bị chết về ông Đạo Long Châu này, bên cái băng Đạo Long Châu này. Tại vì sao? Tại vì ông Cao Bố Hắn này là một vị cư sĩ, cũng tại gia, cũng là một cái tín đồ chân thành của Đức Thầy. Khi nhận biết đó là những cái kế hoạch, những cái sự lừa bịp của ông Đạo Long Châu để mượn cái danh từ của Đức Thầy mà giả dạng cởi cọp về, thì ông Cao Bố Hắn này không biết, ông mới lật tẩy, ông đá văng lớp cọp, thì cái bọn đó hại ông chết trong khi sự qua cái buổi cúng lại của ông. Thì lúc đó ông cúng xong thì ông khởi áo tràng, thì bốn cái thằng vệ sĩ gần ổng đó, thì nó lấy cái áo tràng nó quấn ổng rồi nó hại ổng luôn. Kính thưa quý vị, thì qua cái lời mà tiên truyền mà nói ngày 26-27 gì đó mà Đức Thầy về ở đâu thì quý vị hoàn toàn đừng có tin. Căn cứ theo cái giáo lý của Đức Thầy, Thầy dạy chúng ta là ráng nghe lời chỉ của Thầy để chừng đến việc, để chừng đến việc kiếm Thầy không ra, hay là làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Thì hôm nay chúng ta gắng cố gắng trao dồi đức hạnh đi đúng với cái chân truyền của Đức Thầy, thì một ngày nào đó khi chúng ta được bước sang cái hội Long Hoa để đi vào cái hội đó, lúc bây giờ chúng ta mới diện kiến bậc chân sư, là thấy mặt ông thầy thiệt. Còn bây giờ tôi nói thiệt với quý vị, giàu cho bao nhiêu ông thầy cũng là gọi là ông thầy giả cho nó, thưa quý vị. Thì những người tự xưng này kia thì là thầy này kia, nhưng thưa quý vị, chỉ có một người thầy duy nhất của chúng ta thôi, tức là Đức Thầy kính yêu chúng ta, là Đức Quỳnh Giáo Chủ thôi, không có ngoài cái vị thầy nào hết, một đời một đạo đến ngày chung thân, quý vị. Thì sẵn cái hôm nay thì mình cũng nói đã hết rồi, bây giờ cái lời cuối á, mong huynh cảm nghĩ thế nào về cái một cái vị chăng đi hen, mình không kêu bằng gì hết, một cái vị chăng về núi Trà Sư, nơi cái điện Quỳnh Long của thầy khi xưa trị bệnh á, về đó ẩn tu đó. Rồi là một cái con trăng xuất hiện ở tại núi Trà Sư á. Một vị thôi, rồi. Mình nói một vị thôi mình. Thầy kính thưa quý vị, qua những lời chân ngôn Đức Thầy á, thì Đức Thầy cũng dạy cho nó biết là thú vật không biết tu hành nấu nức mà người sao chẳng dứt học trần. Hay là qua một cái đoạn văn là thầy nói bây giờ là cái chỗ mà về cái pháp môn niệm Phật á, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, thì cái loài trăng này cũng là một cái loài súc sanh. Thì trong cái bát hồn thì gọi là thú cầm hồn, mà nhưng cái con trăng này nhờ có duyên lành nhiều thiết tiền kiếp gì đó chúng ta không hiểu rõ thêm. Nhưng mà hôm nay mà xuất hiện tại núi Trà Sư thì có cái con trăng này nó rất là hiền hòa, mà cái giống trăng nó hiện sẵn rồi quý vị, thì cái chuyện đó cũng không phải lạ gì đâu. Mình đừng có tuyên truyền mà những cái mà không có thực tế. Như quý vị biết ở trên núi thì có những cái hang đó quý vị, thì ngày xưa đó thì tất cả cái loài thú nó hay ẩn núp ở rừng núi. Thì ở trên núi thì có những cái hang nhỏ con người ta không mới vào đó được, thì con trăng đó nó sống ở đó bằng cái cách là gọi là không ai động chạm tới nó, sống cái cách của con trăng nó rất là an lành. Thì từ từ con trăng nó lớn đến nay nghe nó cũng mấy chục ký rồi đó, thì nó bỗng xuất hiện đó cũng là một cái duyên. Để làm gì mà chỗ Đức Thầy nói đó là thú vật còn biết tu hành náo nức mà người sao chẳng rước hồng dần, thì con trăng này nó hiện tại nó biết tu á, thì đó là một cái phước duyên của con trăng, và cũng là một bài học để cho chúng ta nhận thấy cái loại thú mà nó còn biết tu á, vậy đó cũng là một cái duyên lành để cho mọi người chúng ta cũng thấy được chỗ này mà xây lại chính mình, phải hành theo đúng cái giáo lý của Đức Thầy để tập tu. Quý vị nào chưa có tu thì chúng ta hãy cố gắng tu đi, còn quý vị nào đã tu rồi thì gắng tinh tấn hơn nữa để tìm lại cái chân tánh của mình, đang đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Cái kiếp hồng trần này quý vị thấy đó, nó rất là khổ, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là cái khổ ta bà nhiếp lại tám phần, cái khổ của cõi ta bà này không bao giờ cải xiết quý vị ơi. Mà cái Đức Thích Ca Mâu Ni nhiếp lại có tám phần để cho chúng ta dễ nhớ, đó là sanh lão bệnh tử, đó là bốn cái điều khổ đó, là nó bất di bất dịch, hãy có hình tướng này nó bị hoại, nó đi vào cái lý là thành trụ hoại diệt. Còn bốn cái khổ sau mà chúng ta nhận lấy đó là cái
bốn khổ nơi tâm, do cái tư tưởng của mình thọ nhận cái bốn khổ đó. Là cái gì? Mưu cầu bất đắc là quan tấn hội biệt ly và lo ngại. Là bên kinh ta gọi là ngũ ấm xí đó quý vị. Thì bây giờ đó, thì chỉ có cái phương pháp chúng ta thực hiện trên cái nền giáo lý cơ bản của Đức Thầy để chúng ta tập tu. Bây giờ chúng ta thấy nhận rõ ràng một con vật đó, thì nó có hình thể là con trăn, nó giống loài rắn, mà cái loài trăn thì nó hiện từ xưa đến nay, mà bây giờ nó biết tu tỉnh rồi, mà chẳng những ở núi Trà Sư xuất hiện mới gần đây, mà nhưng ở núi Dài Năm Giếng trước kia cũng có một con trăn cũng biết tu nữa. Thì quý vị biết rồi, thì so với con người mình thì chúng ta phải nhìn cái chỗ đó để chúng ta thức tỉnh. Đây là một cái cơ hội cho tất cả nhân loại chúng ta. Nếu ai mà nhận được cái câu việc, câu chuyện mà con trăn này xuất hiện đó, thì đây cũng là cái mục đích để cho chúng ta hướng tới cái nền đạo đức của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nam mô A Di Đà Phật cũng đã trên dưới 40 phút. Sư huynh đệ ở đây cũng có thể chia sẻ được đôi chút khái nét về những cái chuyện vừa qua cho quý vị. Cũng ít nhiều, cũng không có được tránh được sự sai sót. Thì mong những cái từ ngữ nào, những cái hành động nào làm Phật ý quý vị, mong quý vị cũng hoan hỷ và nhắn tin cho mấy bình luận trên kênh để mấy anh em biết, và cố gắng sửa đổi để một ngày đó đem lại cái sự gọi là an lạc yên vui, đúng với chánh pháp của Thầy là ban rải khắp nơi nơi, để không phụ cái lòng của Đức Thầy. Hiện tại thì Đức Thầy đang xa vắng, thì Đức Thầy nhìn về ngó về quê nhà, thì Đức Thầy mới cho biết qua câu là lòng trẻ thảo, biết đoàn biết kết, phí sắc phàm mê mệt đâu này, băng gừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thì không nhằm mục đích gì hơn để hâm nóng lại cái tinh thần Đức Thầy khi xa vắng, và chia sẻ quý vị để qua những cái thông điệp gần đây để gắm quý vị. Thì giờ chót của gì màn 3 đời cùng rồi, đò chiều chiến chót rồi, thì chúng ta cần phải tu gấp cho mới kịp, chứ đừng có chạy theo những cái sự mê tín dị đoan truyền bá sai lạc, để đến lúc đó thì con Phật Phật dắt, con ma ma diều, thì rất là uổng cho một kiếp người nếu như mà không nghe được những điều này. Thì sư huynh đệ ở đây cũng kính chúc quý vị có một buổi sáng an lạc và thành công, im ấm bên gia đình và sức khỏe bên người thân của mình, luôn lúc nào cũng an lạc. Và nhớ câu châm ngôn Đức Thầy, đó là lục tự dình lục tự giữ tứ ăn. Thì mong một ngày đó thì ở Tây Phương chư Phật cũng trong chờ ba tánh ngủ nhau niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin chào quý vị. Để kết thúc dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì đến hôm nay Văn Hiếu mới có nhân viên gặp gỡ lại chị. Thì kính thưa quý vị, chị là cái người phụ nữ mà có cái ngôi nhà nó mục nát quý vị, không có căn bếp này kia đó. Thì sau cái lần kêu gọi đó thì Văn Hiếu nhận được số tiền cũng khá là khiêm tốn, chỉ trên dưới là 350.000. Thì của một cái anh công nhân hay gì đó, lâu quá Văn Hiếu cũng không nhớ rành nữa. Một chị kia ủng hộ 100.000, anh kia ủng hộ 250. Thì ngày hôm nay Văn Hiếu trao cho chị để hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì kính thưa quý vị, thì cái số tiền này nó cũng nhỏ chứ nó không có nhiều. Thì nếu như mà được có thể á, thì cũng mong quý vị có thể chia sẻ ra nữa nhiều hơn. Thì chị hiện tại cũng đang nuôi hai ba đứa nhỏ đi học. Rồi anh thì bị bệnh tai biến cũng mấy năm nay rồi. Nó cũng cần có những cái viên thuốc này kia uống nữa quý vị, rất là nghèo khổ luôn. Thì cái nhà là sắp sửa tới mùa mưa tới nè, nó là mục nát này kia, nhưng mà cái Tết vừa qua đó thì mọi người đón xuân yên vui này kia, nhưng mà chị với anh thì ở trong nhà không có làm được cái việc gì, thì thành ra là cũng ở những cái lúc liều nó tùm tập đập quý vị. Thì nếu mà được á, có thể mong á, thì Văn Hiếu sẽ đứng ra đảm nhận, có thể là xây lập thiết lập này kia lại để cho cái nhà nó bớt dột, để có thể là có một cái mái ấm tình thương để gửi đến cho gia đình anh chị quý vị, thì gửi đến cho gọi là cái tình yêu thương giữa người với người với nhau, giữa tín đồ giáo hòa hảo với bà con nghèo khổ khó khăn. Vậy thì lời cuối xin kính chúc quý vị mạnh thường quân, tất cả quý vị xem đoạn video này nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn mạnh.